Ngày 18 tháng 7, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng Đại sứ Hùng Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp tích cực quan trọng của Đại sứ đối với quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Trung Quốc. Về phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết, nhất là hai bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc đạt được trong các chuyến thăm gần đây của hai đồng chí Tổng Bí thư. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam, tăng cường những dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, lĩnh vực mới tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, đẩy nhanh tiến độ các dự án viện trợ không hoàn lại dành cho Việt Nam. Đại sứ Hùng Ba chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành địa phương của Việt Nam đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đại sứ cũng chuyển lời mời của đồng chí Vương Nghị mời Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm Trung Quốc vào thời gian thích hợp trong năm nay để cùng chủ trì phiên họp lần thứ 16 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc.